Tình yêu mù quáng. Tập 27, mạng của cô ấy, do tôi quyết định. Bằng chứng trì Sam giết người. Cô vẫn luôn giữ bản sao đúng không? Nếu anh đã biết là tôi có, mà lại nhịn được đến bây giờ mới tới tìm tôi. Tôi vẫn luôn tìm kiếm chứng thiết thực. Trì Sam làm việc quả là kín kẻ, nhưng hai người đã chia tay rồi. Tôi đến tìm cô để hợp tác cũng không phải là không thể. Tần Mặc Nghiêu, lúc đầu anh đã lừa tôi Trì Sam đến mức nào? Sao tôi dám hợp tác với anh nữa chứ? Tôi đã hứa với một người, sẽ không lừa gạt người khác nữa. Lâm Tâm Đồng. Anh nói đúng. Đúng là tôi không thể không chừa cho mình một đường lui. Nhưng một con át chủ bài lớn như vậy, tôi không thể đưa ngay cho anh. Nhưng mà tôi có thể trao đổi một tin tức khác với anh. Trì Sam vẫn còn một công ty nữa, là bố nuôi để lại cho anh ta. Anh ta hiện đang lợi dụng công ty này để lật đổ Hồng Phục. Đương nhiên mục đích chính là để có được Hồng Phục. Thông tin công ty tôi gửi vào điện thoại anh rồi. Về thông tin tài khoản của cô, tôi sẽ tìm người xử lý sạch sẽ. Hạ Vũ Vi, những gì tôi vừa nói với cô hãy cân nhắc. Vào đi. Xử lý xong rồi à? Theo thỏa thuận cam kết cần Hồng Phục, tháng tới không hoàn thành được cô đang số dự kiến, bọn họ sẽ phải bồi thường một số tiền lớn. Thị phần hiện tại của họ là bao nhiêu? Bọn họ bây giờ hiệu suất vẫn còn thiếu 20%. Tôi nghĩ khả năng cao sẽ không cầm cự được. Là cái này. Anh chắc chứ? Anh đã đọc tài liệu quạt Hồng Phục và Tần Thủ Thị. Đoạn và cách diễn đạt giống hệt nhau. Trì Sam muốn sử dụng cách mà lúc trước bố nuôi hắn đối phó với Tần Thị để lật đổ hoàn toàn Hồng Phục. Như vậy hắn sẽ thể thôn tính Hồng Phục. Chúng ta cần tìm ra sơ hở bên thể để hắn thành công. Em đi nghe điện thoại. Lâm Tâm Đồng, cô suy nghĩ cũng hơi lâu rồi đấy. Xem ra cô không muốn nhận lời rồi. Tôi đưa anh tất cả cổ phần của tôi. Chẳng phải thứ anh muốn Hồng Phục sao? Tôi sẽ đưa hết cổ phần của tôi cho anh. Thứ tôi muốn không chỉ là Hồng Phục. Cô muốn thứ gì nhất thì tôi sẽ phá hủy thứ đó. Nếu cô không đồng ý, vậy tôi chỉ có thể hủy hoại hắn thôi. Tôi đồng ý với anh. Anh vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem. Tập đoàn Hồng Phục gửi thư của luật sư cho chúng ta, yêu cầu vô hiệu hợp đồng giữa hai bên. Dựa vào đâu mà vô hiệu?
bọn họ có lý do nghĩ yêu cầu vô hiệu chứ. Bọn họ nói, theo điều 154 Bộ Luật Dân sự, bên nào có hành vi thông đồng ác ý với bên khác gây tổn hại đến quyền lợi ích thì văn bản của luật dân sự vô hiệu. Bọn họ tìm được bằng chứng chứng minh chúng tả gài bẫy Hồng Phục. Vì vậy hợp đồng này không còn hiệu lực. Họ còn nói theo điều 157, bên phía công ty anh sẽ phải hoàn trả hết số tiền nhận được từ hợp đồng này. Cút. Cút. Là anh làm đúng không? Xem ra giám đốc Trình được thư của luật sư rồi à. Giám đốc Trì bất cẩn quá đấy. Công ty bên thứ ba mà anh sử dụng lại là công ty anh từng kiếm tiền với Hạ Vũ Vi. Anh đừng quên, số tiền đó của anh, chính người tôi giới thiệu chuyển đi cho anh đấy. Tôi điều tra sơ qua, liền nắm được thóp ngay. Anh đang dạy tôi cách làm việc đấy à. Sai lầm thứ hai của giám đốc Trì chính là dùng thủ đoạn hệt bố nuôi của anh năm đó. Tần Thị phá sản như thế nào, tôi vẫn nhớ rõ mồn một. Tôi tuyệt đối sẽ không để Hồng Phục dẫm lên vết xe đổ nữa. Hồng Phục là kẻ thù lớn nhất của anh đấy. Tôi là cổ đông lớn nhất của Hồng Phục. Lẽ nào giám đốc Trì quên rồi? Xem ra ván này giám đốc Trì lại thua rồi. Món nợ lần trước vẫn còn đó đấy. Lần này hay là thanh toán luôn đi. Thua. Anh cho rằng tôi sẽ thua anh sao? Còn sớm lắm. Tần Mặc Nghiêu, tôi vẫn còn con át chủ bài lớn nhất. Tôi phải làm cho anh đau khổ tột cùng. Hối hận cả đời. Tôi đã nói với anh, không được động tới cô ấy. Nếu không tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Cứ chờ xem. Em ra ngoài trước đi. Đây là ý gì? Chỉ cần cậu đồng ý rời khỏi Đồng Đồng, những thứ này đều là của cậu. Ông đang đuổi thằng ăn mày à? Trì Sam, năm đó bố nuôi cậu đã phạm lỗi, cậu không thể nối gót ông ta được. Tôi đã biết chuyện đánh tráo di chúc rồi. Cậu phải biết tôi công khai chuyện này, cậu sẽ phải ngồi tù đấy. Tôi nể tình cậu và Đồng Đồng qua lại nhiều năm, nên tha cho cậu. Tha cho tôi. Bây giờ ông nên quỳ xuống cầu xin tôi tha cho ông mới đúng. Với chút tiền này mà muốn đuổi tôi đi à? Ông nằm mơ đi. Thứ tôi muốn là toàn bộ Hồng Phục. Chú à, chú già rồi. Tập đoàn Hồng Phục và Đồng Đồng, chú cứ yên tâm giao cho tôi đi. Cậu, nếu cậu cứ muốn ép tôi, vậy thì tôi chỉ có thể biện pháp pháp lý tôi ép ông. Rõ ràng là ông ép tôi. Chú à, trước đây tôi nói với chú rồi,
tim của chú không khỏe, uống quá nhiều digoxin. Không tốt cho chú đâu. Chú ơi! Chú ơi! Người đâu rồi? Người đâu? Chú ơi! Chú ơi! Mau tỉnh lại đi! Chú ơi! Chú ơi! Sự đời biến hóa vô thường, trong đôi mắt mất đi ánh sáng. Phải làm sao để che đậy nỗi hoang mang? Làm cách nào có thể không đề phòng? Liệu có thể tha thứ được chăng? Người em yêu sâu sắc đều đang lừa dối. Ai sẽ ở bên cạnh em? Trước mắt là một khoảng trống rỗng, chỉ đành dùng trực giác để đong đếm. Phương hướng được dẫn dắt bởi tình yêu, liệu có phải là ảo ảnh? Dần dần rơi vào một tấm lưới vô hình, thăm dò trong bóng tối, vượt qua màn đêm này, đem mọi lời thề ước thắp sáng đáp án mơ hồ. Liệu tình yêu có thể làm vơi đi nỗi bất an của em? Thăm dò trong mối giằng co, không muốn lại né tránh. Làm sao có thể thoải mái sau khi nói hết lời thật lòng? Em quay đi, nhưng lại nghe thấy gọi của anh. Thăm dò trong nghịch cảnh, tìm lại cảm giác an toàn. Phải chăng đã quen rằng thời gian làm xóa đi nuối tiếc? Tình yêu của anh thật nồng nàn và ấm áp. Dần dần quên đi dò xét, tấp vào bờ đón ánh sáng. Anh để lại một ngọn đèn, em không còn cô đơn. Trong bóng tối, anh chính là đáp án của em.